Alin 6712. Buông khói ngây thơ, tôi kể người nghe một chuyện tâm tình. Nửa đêm giá lạnh, bỗng nghe ấm một tình thương trong tim. Sương rớt trên vai, qua ngõ hồn trái, vào lòng đêm dài. Gạt xuống biên thủy, một cơn gió cuốn khơi chuyện ngày qua. Lúc xa xưa tôi có người em, tuổi đẹp trắng tròn. Tuy rằng không gặp, không hẹn bao giờ và chưa yêu thương. Phong kín tâm tư tôi giấu đời trai vào mộng đắng chìm. Giữa buổi trăng rằm, lìa xa gác ngắm không hề gặp nhau. Để cho anh em con vang số X8 các bác nhé. Đấy, qua một bộ Mickey LR sắt. Mickey LR. À, con đẩy đa và đôi loa HM LM2 cộng. Tiếng rất là ok các bác nhé. Vang số M8. Các bác đang vang số X8 các bác nhé. Nó là M5S, nhưng mà con này thì chính thức là con vang số X8 các bác nhé. Con này hai đường mic riêng biệt này các bác này. Phần mềm hai đường mic riêng biệt các bác nhé. Vì trong ú hai đường trong ú riêng nhá. Ok. Con này em báo giá luôn cho anh em là giá 2.200.000 bao ship cho anh em này. Bao ship, bao setup, bao dây jack đầy đủ cho anh em này. 2.200.000.